Phân bón có thể giúp cây trồng phát triển các đặc tính bảo vệ tự nhiên, giúp cây chống lại sâu bệnh và điều kiện thời tiết khắc nghiệt, giúp hỗ trợ tăng năng suất cho cây. Hãy dùng ngay phân bón Combi Abu, phân bón vi lượng cao cấp được thiết kế đặc biệt cho các loại cây ăn trái. Sản phẩm bổ sung các yếu tố vi lượng, còn bổ sung thêm amino acid tự do, citrate và vitamin B1, giúp nâng cao khả năng hấp thụ và sử dụng dinh dưỡng của cây trồng. Đồng thời, có thể cung cấp đầy đủ các vi lượng cần thiết, giúp cây trồng xanh lá, dày lá và phát triển một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hiệu quả trong việc khắc phục tình trạng vàng lá, xoăn lá, bạc màu, chết độc non và chậm phát triển do thiếu hụt vi lượng, giúp cây trồng phục hồi một cách nhanh chóng sau khi ngập úng, ngộ độc hữu cơ, ngộ độc bảo vệ thực vật và các điều kiện như thời tiết bất lợi. Hòa 20-25g và 100-200 lít nước, áp dụng cho 1.000-2.000 m², định kỳ 7-10 ngày một lần. Bà con nào muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 hoặc truy cập vào website kiesuhuy.vn.